Bành Tiểu Nhiễm khổ sở vì nụ hôn bốc mùi với bạn trai Triệu Lệ Dĩnh. Bành Tiểu Nhiễm và Kim Hạng, nam diễn viên đóng sở kiều truyện cùng Triệu Lệ Dĩnh đang quay phim Quân Cửu Linh và nhận được đông đảo sự chú ý của netizen. Quá trình quay phim sắp kết thúc, các fan đều đang mong chờ một cái kết tốt đẹp cho cặp đôi chính. Thế nhưng không có quá nhiều khán giả mong muốn giữa cả hai xảy ra những màn hôn hít. Cả hai trước kia đã từng đóng cảnh hôn với người khác, nên vốn dĩ chẳng có gì lạ nếu một phân đoạn lãng mạn tương tự xảy ra ở Quân Cửu Linh. Tuy nhiên, nguồn cơn vấn đề lần này đến từ nam chính Kim Hạng. Ở hậu trường Quân Cửu Linh, Kim Hạng và Bành Tiểu Nhiễm có một cảnh hết sức dễ thương vào đêm tối. Khi ấy, hai nhân vật ngồi trên cầu, cùng nhau ngắm trời đêm và trò chuyện. Lúc này, Kim Hạng đặt lên má Bành Tiểu Nhiễm một nụ hôn ngọt ngào, sau đó nhấc bổng cô nàng lên và vui đùa. Tuy nhiên, thực chất, nụ hôn này không hề ngọt ngào như những gì thể hiện trên phim. Kim Hạng có một thói hư tật xấu rất đáng lên án, bị fan chỉ trích không ngừng nghỉ mà vẫn không bỏ, hút thuốc nơi công cộng. Kim Hạng từng phì phèo khói thuốc trước mặt ekip và Bành Tiểu Nhiễm trong lúc tranh thủ đọc kịch bản. Bành Tiểu Nhiễm khi ấy hứng hết khói thuốc vào mặt vô cùng khổ sở. Thậm chí nhiều nguồn tin cho hay, sau đó cả hai sẽ có cảnh hôn nồng nàn nữa. Hiện tại, Quân Cửu Linh đang đi đến những tập cuối cùng. Chắc chắn thế nào hai nhân vật chính cũng sẽ có cảnh hôn để khép lại hành trình yêu nhau ngọt ngào trên màn ảnh. Giờ đây, sau khi thấy tận mắt những gì xảy ra tại hậu trường, khán giả cảm thấy không quá trông đợi, thậm chí lo lắng và thương cho số phận của nàng thơ Đông Cung trong sự trở lại lần này. Trước đó, Kim Hạng còn bị bạn diễn Tùng Di tố cố tình ăn tôm hùm vừa cay vừa nặng mùi rồi đi quay cảnh hôn. Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn, Tùng Di chia sẻ rằng sau khi quay xong cảnh hôn thì miệng của cô hoàn toàn bị tê liệt bởi trước đó Kim Hạng đã ăn tôm hùm đất vị cay. Cảnh quay này khiến cho nữ diễn viên mãi mãi không thể quên. Sau khi đoạn phỏng vấn của Tùng Di được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã ngay lập tức bày tỏ sự bất bình đối với hành động của Kim Hạng, cho rằng nam diễn viên ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không hiểu. Giữa tháng 9 vừa qua, Quân Cửu Linh khiến khán giả sốc nặng khi bất ngờ nhận về số điểm không mấy tốt đẹp, thậm chí dưới trung bình. Cụ thể, Quân Cửu Linh của Bành Tiểu Nhiễm mang về số điểm 4,5 trên trang Robin với hơn 7.700 lượt đánh giá. Số lượng 1 sao chiếm phần lớn với 36,2%, trong khi lượt 5 sao chỉ khoảng 7%. So với Đông Cung được chấm 7,7, Quân Cửu Linh có thể được xem là cú ngã của Bành Tiểu Nhiễm về mặt thành tích sau 2 năm trở lại. Không ít netizen chung cho rằng, lỗ hổng lớn nhất của Quân Cửu Linh không phải ở kịch bản mà là vì nhan sắc của nam chính Kim Hạng. Kể từ khi phim ra mắt, tạo hình nhân vật của Kim Hạng đã bị chê bai hết lời, còn thường xuyên được điểm mặt trong dàn sao nam cổ trang xấu tệ trên màn ảnh gần đây. Khuôn mặt chữ điền, thường xuyên gồng đến nỗi gân xanh, cộng thêm diễn xuất có hạn khiến Kim Hạng nhận về không ít gạch đá. Tuy nhiên, vẫn có nhiều fan Việt bênh vực và cho rằng Kim Hạng về sau diễn ổn hơn rất nhiều, đồng thời không nên vì tạo hình chưa chuẩn mà đánh giá thấp nội dung chỉnh chu hấp dẫn của Quân Cửu Linh. Hiện tại, giá trị nhan sắc và diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm vẫn là yếu tố được khen ngợi nhiều nhất trong phim. Ít nhất bản thân cô nàng đã có màn tái xuất đáng nhớ. Bên cạnh đó, nhiều netizen cho rằng, việc Quân Cửu Linh có dấu hiệu thất bại còn đến từ việc nam chính dính phốt cách đây không lâu. Cụ thể, vào đêm 18 tháng 2, nữ diễn viên Trương Chỉ Khê gây sốc khi chia sẻ loạt hình ảnh chụp tin nhắn đối thoại cùng bạn trai Kim Hạng, đồng thời viết lời tố cáo mỹ nam sở kiều truyện ngoại tình trắng trợn, ngay cả trong lúc nữ diễn viên gặp biến cố. Trương Chỉ Khê viết, Kim Hạng, ngày bà tôi qua đời, anh ra ngoài tìm gái. Trong chiếc điện thoại thứ hai kia, toàn là thông tin của gái lạ mà thôi. Giờ đây chỉ vì muốn đi với gái mà anh giả bộ cãi nhau với tôi. Sau đó thuê căn phòng cùng tầng khách sạn để tòm tem hay sao? Đồ đàn ông đểu cán. Trong tin nhắn chat, Kim Hạng nói bạn gái quá thiếu thốn cảm giác an toàn. Vợ càng làm thế này, anh càng muốn ra ngoài tìm phụ nữ khác uống rượu cùng. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, sau khi tung tin nhắn tố Kim Hạng ngoại tình, tới khoảng 5 giờ sáng ngày 18 tháng 2, Trương Chỉ Khê xóa loạt bài viết kèm theo lời nhắn. Xin lỗi tất cả mọi người, không có chuyện ngoại tình, không có chuyện đi tìm gái lạ. Chỉ là nửa đêm cãi nhau còn uống rượu nên làm phiền mọi người rồi. Tôi thật có lỗi. Netizen xứ Trung tỏ ra vô cùng khó hiểu trước hành động trên của người đẹp họ Trương. Có ý kiến cho rằng, phải chăng nữ diễn viên bị bạn trai ép phải xóa bài viết hay có thế lực nào đứng sau chỉ đạo chuyện này? Kim Hạng sinh năm 1993, gây tiếng vang với bộ phim Sở Kiều Truyện đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh. Tháng 10 năm 2020, anh bị bắt gặp hẹn hò ôm ấp đàn chị Trương Chỉ Khê, sinh năm 1987. Sau đó, cặp đôi lên tiếng xác nhận tình cảm. Chuyện tình của cả hai gây tranh cãi bởi cặp đôi hơn kém nhau tới 6 tuổi. Sau khi xảy ra phốt động trời, cả Kim Hạng và Trương Chỉ Khê đều không lên tiếng phản hồi.